Hôm nay chị sẽ thực hiện một video theo yêu cầu của rất là nhiều bạn. Và đây cũng là lời thách thức từ phía anh Tiểu ở Thúi. Đó là chị sẽ thực hiện thử thách 24 giờ sống trong nhà băng. Trước đây thì chị đã từng thực hiện một thử thách 24 giờ sống ở nhà hơi rồi. Tuy chị chỉ vượt qua được 3 giờ đồng hồ thôi, nhưng chị đã rút ra được khá là nhiều bài học xương máu. Bài học thứ nhất, chúng ta không nên mang quá nhiều đồ ăn thức uống vào bên trong, bởi vì nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ phát sinh những nhu cầu không cần thiết như là đi vệ sinh chẳng hạn. Thứ hai, 24 giờ là một khoảng thời gian rất là dài luôn và khiến chúng ta dễ nhàm chán, cho nên cần phải mang thêm rất là nhiều đồ chơi vào. Chị đã chuẩn bị đồ chơi là bộ đồ trang điểm này, thêm bộ đồ nấu ăn nữa. Thứ ba, chị phải chọn một khoảng thời gian rất là thích hợp để có thể thực hiện thử thách 24 giờ được thuận tiện nhất. Và bây giờ đang là 7 giờ tối. Chị nghĩ rằng nếu mà 7 giờ tối rồi, tí nữa chúng ta chỉ cần đi ngủ thôi là có thể vượt qua 24 giờ một cách dễ dàng hơn. Bởi vì tỉnh giấc dậy là đã vượt qua được 12 giờ đồng hồ rồi mà. Còn bây giờ thì chị sẽ đi vào bên trong để cho các em xem những thứ mà chị đã chuẩn bị cho thử thách này nhá. Lần này thì chị đã chuẩn bị rất là chu đáo luôn. Lần trước thì đã có nhiều bạn nói với chị rằng: chị ơi, chị thực hiện thử thách 24 giờ mà không chuẩn bị như vậy là không được đâu, sẽ không bao giờ vượt qua. Cho nên lần này đầu tiên đó là chị chuẩn bị một cái thảm rất là êm ấm ở đây các em ạ. Trước nhà hơi này xung quanh thì được trang bị bằng hơi, nhưng mà ở phía dưới đáy thì rất là mỏng, nếu mà nằm trực tiếp xuống nền thì sẽ rất là lạnh luôn. Thứ hai, có một cái gối rất là êm này các em. Thứ ba, một cái chăn nữa. Thực hiện thử thách 24 giờ thì khá là nhàm chán, chúng ta chỉ cần ăn này, ngủ và chơi, thế là hết 24 giờ. Lần này chị cũng chuẩn bị một chai nước, nhưng mà chị hứa rằng chị sẽ uống một ít thôi, uống nhiều thì sẽ mắc đi tiểu lắm. Một cái kẹo marshmallow, tuy nhiên kẹo này thì chị sẽ không ăn đâu, chị chỉ để ngửi thôi. Ngửi cho đỡ thèm. Thế con nhà vệ sinh ở đâu? Bởi vì trong lần này chị nói rằng chị sẽ không uống nhiều và không ăn nhiều, cho nên chị nghĩ rằng nhà vệ sinh sẽ không cần thiết. Chị sẽ giải gối ra đây và đắp chăn thử xem là có vừa ngôi nhà này hay không, có thoải mái hay không. Ngắm những vì sao thật là thoải mái. Đẹp quá, những vì sao sáng ở trên kia kìa các em. Nằm ở trong đây làm chị muốn ngủ quá. Tuy nhiên tối nay thì chị chưa ăn gì cả, cho nên chị cần phải đi nấu ăn đã các em ạ. Chị cũng đã chuẩn bị một số món đồ ăn ở đây. Trong tủ lạnh đây thì có quả trứng của chị, 3 quả trứng sẽ dành cho 3 bữa. Quả trứng bé tí à các em. 3 quả trứng cho 3 bữa. Bữa tối nay thì chị sẽ ăn trứng chiên, ngày mai thì chị sẽ ăn trứng luộc. Bởi vì bếp này thì không nấu thật được, cho nên chị cần phải chuẩn bị một cái bếp có thể nấu ăn thật. Lửa cháy rồi. Chị sẽ lấy chảo ra và chiên trứng ngay. Cho dầu ăn vào. Chị có một chai dầu ăn rất là dễ thương đúng không các em? Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ hơn và đội tuyển Việt Nam sắp đá bóng rồi đấy các em. Đáng ra thì chị nên xem đội tuyển Việt Nam đá bóng xong rồi mới thực hiện thử thách. Tuy nhiên anh Tiểu bảo thì rủ rê chị dữ quá mà. Hên quá. Tại vì chị ở trong nhà như thế này, ngó đầu ra thực hiện thì rất là khó khăn. Nhìn trứng thôi là chị đã thấy hấp dẫn rồi. Một quả trứng cút bé tí mà cũng làm ra được nhiều trứng vết các em nhỉ. Muốn đầy chảo luôn rồi này. Chị sẽ không cho anh Tiểu ở thứ ăn đâu. Anh Tiểu ở thứ sẽ phải nhịn ăn. Anh không thèm. Ngon lắm. Này, thơm ơi là thơm các em ạ. Hấp dẫn quá. Trứng cút chiên thơm quá trời luôn. Tuy nhiên vẫn còn quá nóng cho nên chị chưa ăn được. Chị sẽ để đây cho nguội và chạy qua chơi bộ đồ trang điểm một tí xíu.
Yeah, đẹp rồi. Bây giờ thì mình đi ăn, chắc là chín muội rồi đấy. Không được vội vàng. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Mời em sang, mời. Ủa, chúng của em đâu rồi? Anh làm sao biết? Ủa đi đâu được ta? Đâu hết chúng của em rồi? Đâu mất tiêu rồi? Anh giấu chúng của em đi đúng không? Làm gì có. Nãy giờ anh quay video cho em mà. Thôi đi, anh ăn mất chúng của em rồi đúng không? Không phải. Ở đây chỉ có em với anh thôi mà. Em không còn năng lượng để thực hiện thử thách nữa rồi đây này. Vậy thì em chịu thua đi. Làm sao mà em có thể chịu thua được? Không ăn thì không ăn, em sẽ ngửi cái này để lấy năng lượng vậy. Anh đúng là ăn của em, anh hại em. Có thật mà. Thử một miếng, sao đã uống một miếng nước là thấy ngon rồi. Em phát hiện ra ai ăn, em đánh cho trận. Em cạo thịt lông nhá. Nếu phát hiện ra ai ăn em cạo chụi lông, ok? Ok. Lúc đấy em cạo chọc đầu anh luôn á. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ có một video rất là thú vị. Đó là video cạo chọc lông của Thộn. Sao tự nhiên anh đổ thừa cho Thộn? Thộn đang ngủ ở trên kia kìa. No quá. Lại còn có chuyện ngửi và no nữa. Nếu mà ăn vào á, ăn nhiều kẹo bánh thì sẽ rất là dễ đau bụng. Không ăn cơm thì sẽ rất là dễ đau bụng. Cho nên là em chỉ ngửi thôi. Còn phải để dành cho ngày mai ngửi nữa chứ. Bây giờ thì em sẽ đi chơi bộ đồ trang điểm thêm một tí xíu nữa, rồi mới đi ngủ. Chơi rồi thì tí nữa đói ngất ra đấy thì sao? Không. Tí nữa thì em sẽ ngửi bánh tiếp. Tí nữa khi nào đói thì em sẽ ngửi bánh. Đúng không? Ngửi kẹo chứ. Anh thấy cái kính này hợp với em không? Rất hợp. Nhưng mà đấy là kính của anh mà. Em nhặt được ở trong nhà em á. Cái gì trong nhà quan là của quan. Ơ Thơ. Tại sao cái marshmallow này tự nhiên teo lại còn chút xíu vậy? Đúng rồi ha. Sao kỳ vậy? Sao ngửi mà cũng bay hơi vậy ta? Bay hơi thì mà bay hơi. Em lại ăn mất rồi đúng không? Em chỉ ăn một tí xíu thôi mà. Đúng là cái đồ gian ác. Tại vì em nghĩ ngày mai là em đã có hai quả trứng ăn rồi, cho nên em không đói nữa. Tối nay em không có trứng ăn thì em đói em ăn một tí thôi. Vẫn còn đầy. Một tí? Đấy là một tí hả? Ăn xong tí nó không đánh răng thì em bị sâu răng đấy. Có đánh răng, bây giờ em chuẩn bị đi đánh răng rồi đi ngủ đây. Ghê vậy. Có chuẩn bị hết chứ, em đã chuẩn bị đồ đánh răng luôn. Rất kỹ lưỡng, lần này em sẽ chuẩn bị, đã chuẩn bị rất là cẩn thận luôn. Lại đây em cho xem đồ đánh răng của em. Ta-da! Bàn chải đánh răng này, kem đánh răng này. Ủa? Đây là kẹo vuông kem đánh răng mà. Thì cũng có chữ kem đánh răng đấy thôi. Ăn kẹo vuông cũng làm sạch răng miệng mà. Vậy là cũng là ăn thôi mà. Cái đồ ham ăn. Cho vào đây. Anh chưa thấy ai đánh răng theo kiểu này cả. Thế đánh răng theo kiểu nào nữa? Thì em phải chào răng chứ. Được rồi. Đúng là cái đồ gian ác. Sạch ra. Công nhận là mỏ hô tiệm đánh răng cái gì. Đúng chưa? Chị định cho anh tiểu ăn kém một miếng nhưng mà bây giờ chị sẽ không cho anh ăn nữa. Thật á? Thật. Đâu thế mà? Không, không cho em. Xem mà mất luôn cái kem đánh răng cho nên phải cất đi. Trong lúc chị ngủ, chị sợ anh tiểu bảo sẽ ăn mất. Trong lúc em ngủ em lại lôi ra ăn mà thêm. Không. Không. Trong lúc em ngủ anh ăn mất của em thì sao? Chị đi ngủ đây các em ạ, chị chúc các em ngủ ngon nhá. Rồi sáng ngày mai khi mà 7 giờ,
8 giờ chị mới ngủ dậy. Thế là chị đã vượt qua được 13 tiếng đồng hồ. Một cách rất là dễ dàng thôi. Chúc em ngủ ngon. Này. Thế giờ em đi ngủ thì anh phải làm sao? Anh ngồi canh em ngủ. Em hay quá. Hay về đây. Nếu mà anh đi về em bước ra khỏi phòng này thì làm sao? Hả? Anh phải ngồi đây canh. Đây là thử thách do anh đặt ra mà. Nhưng mà bây giờ em đi ngủ đi, anh chơi với anh. Thôi em thức đi, em làm trò gì đi. Vâng em à, em miễn sao là ở trong đây được 24 giờ là em đã vượt qua được thử thách rồi. Em thức hay ngủ thì kệ em. Em có thể ngủ 24 giờ luôn cũng được mà. Đúng không? Ha. Anh chơi một mình đi. Giờ chị đã có chăn ấm nệm em để ngủ rồi. Còn anh Tiểu thì phải thức đến sáng mai nhá. Đây là thử thách 24 giờ không ngủ dành cho anh Tiểu vào túi. Gian ác. Xin chào các em. Hiện giờ thì anh đang làm một nhiệm vụ hết sức ngớ ngẩn. Đó chính là trông giấc ngủ cho chị Thơ ngu si. Anh không hiểu sao mình phải làm cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này nữa. Bởi vì nó quá nhàm chán cho nên là anh quyết định là anh sẽ bày ra một vài trò vui vui để trêu chị ấy. Đó chính là Tè đèo. Em cùng xem kế hoạch của anh thực hiện như thế nào nhé. Đầu tiên thì anh sẽ đút cái con này hình như là con chồn đấy, là con chuột gì đó, nhưng mà là con chuột giả thôi. Hiện giờ thì chị Thơ ngu ngơ của chúng ta đang ôm một con chuột rất là dễ thương. Không biết khi mà chị ấy phát hiện ra thì chị ấy sẽ phản ứng như thế nào. Anh được biết là chị Thơ ngu si rất là ghét chuột. A few moments later. Thôi, Việt Nam thắng rồi. Việt Nam thắng rồi. Đúng rồi, người ta đã đi bão đầy ngoài đường kìa. Mình cũng đi ăn mừng đi. Đi ăn mừng thôi. Nhưng mà khoan, em còn đang phải thực hiện thử thách cơ mà. Sao em lại chui ra ngoài này? Hay quá. Thôi bây giờ em ở nhà tiếp tục thực hiện thử thách tiếp đi nhá. Hay là mình xí mê mình đi một tiếng thôi. Không được, anh phải đi bão đây. Bây giờ anh sẽ đặt cái máy quay ở đây. Không, anh phải ở nhà. Không, nếu mà cái máy quay này di chuyển hoặc là nó bị tắt thì có nghĩa là em đã đi ra ngoài. Bây giờ không, anh phải đi bão đây. Em tắt rồi. Em kỳ quá. Thì ai đi bão cho anh? Không, còn chung kết, còn bán kết mà. Lúc đó hai đứa mình đi cho vui. Thật nhá. Bây giờ anh lại phải ở đây à? Đúng rồi, anh lại phải ở đây canh em. Thôi bây giờ để anh vào ngủ thôi, em ra ngoài em quay video đi. Thôi, lại mất. Em hay không? Em mà. Anh không canh đúng không? Vậy thì coi như anh thua. Em đã thực hiện xong thử thách 24 giờ. Thôi được rồi, anh ở lại đây canh. Em nằm ngủ tiếp đi. Tí nữa anh lại phá tiếp. Anh canh đàng hoàng ấy nha. Nhưng mà anh chán quá à. Thì anh ngồi chơi điện thoại đi. Thôi chán lắm. Chả có ai chơi cùng hết. Tự nhiên anh không được chơi điện thoại em mới phải ngủ thôi. Thì em lấy điện thoại mà chơi. Thôi như vậy là vi phạm nguyên tắc rồi. Không hề vi phạm. Em đang sợ là em không ngủ em đói đúng không? Anh biết thừa. Được rồi, em cứ ngủ đi, anh sẽ có cách làm cho em phải chịu thua. Ngày mai em mới thua.
Dù trời có sập đi chăng nữa thì chưa hết 24 giờ em vẫn ở trong căn lều này. Chắc không? Chắc. Ok. Ở đây rất là êm ấm, việc gì mà phải ra ngoài đúng không em? Nói thì giữ lời nha. Tất nhiên rồi. 2 hours later. Sau khi ngồi vắt chân lên trán suy nghĩ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra được một cách rất là hay. Và anh tin chắc là với cách này thì chị Thơ của ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Hãy đợi đấy. Anh đã đứng ở đây chờ đợi suốt gần 30 phút và chị Thơ của ta vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn chưa phát hiện ra là mình đang phải nằm ngủ ngoài trời hay sao á. Có vẻ như chị ấy rất là say. Không biết phải chờ bao giờ nữa đấy. Anh có nên ra ngoài để đánh tiếng không ta? Ngoài đó thì thực sự là bây giờ rất là nhiều muỗi luôn. Nhưng mà Thơ ngu ngơ vẫn rất là bình thản. À đây rồi, đây rồi. Sao vậy? Sao vậy? Sao chạy ra ngoài này? Đáng ra thì chị đã chiến thắng trong thử thách này rồi. Nếu mà không có tiểu bảo thủ đáng hết chưa đều. Bực mình quá. Chưa chắc cả nhà. Tất cả là tại tiểu bảo thủ thôi. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Lần sau thì chị sẽ chú ý hơn. Dù trời có sập chị cũng không được bước ra khỏi lều. Lần sau có giỏi tự thực hiện thử thách 24 giờ một mình đi, xong rồi không ai phá nữa. Ok, lần sau anh đừng qua đây chơi nữa. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng ghét tiểu thú như chị thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.